vpgame.vn, số bạc nhanh chóng an toàn giá rẻ. Lâu lanh giọt sương kia như trôi, là vài câu nói chưa kịp nghĩ tới. Chờ xuân kia sang, yêu thương ghé ngang buông lời. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình. Mình là Nơ Hạt đấy. Thì ở clip này mình chơi đó là chiến thần Lữ Bố, một chất tướng được tăng sức mạnh. Ở phiên bản cập nhật mới nhất thì nó tăng sức mạnh như thế nào và tăng sức mạnh ra sao? Kèm theo đó thì lên lối trang bị cũng như là bảng ngọc và phù hiệu cho Lữ Bố. Thì ở clip này mình sẽ nói tất cả những điều đó cho anh em. Thì đối đầu là một chất tướng cũng khá là khó chịu cứu gót, một chất tướng cũng hồi phục cực kỳ là kinh dị ở thời điểm hiện tại nhá. Bây giờ thì có một pha solo cứu giữa mình và cứu gót, mình thì khá thấp máu rồi, nhưng mà pha này thì mình có thể là chơi lại được nó này với cái bốc phá trong tay, rồi pha này hất tung một phát nữa. Đấy, anh em có thấy gì không? Điều đặc biệt, sự thay đổi lớn nhất mà giúp Lữ Bố bá đạo hơn một xíu, đó là chiêu một xích thổ. Sau khi mà lượt hai lần thì lần cuối hất tung. Ở những lần trước thì sẽ không có làm choáng, và ở lần này thì Lữ Bố đó là hất tung trong vòng 0,7 giây và làm choáng trong vòng 0,3 giây nha anh em. Quá đó, những cú hất tung của Lữ Bố sẽ cực kỳ là chất lượng. Và ở trận đấu này mình sẽ lên một cái lối trang bị đó là cực kỳ khá là gì dành cho Lữ Bố, lên trang bị đó là đám anh em ạ. Thì anh em cùng theo dõi sức mạnh của Lữ Bố nó thể hiện như thế nào và thể hiện ra sao. Hiện tại mình và cứu gót thì nói chung hai chất tưởng hồi phục cũng rất chỉ là mạnh. Đấy là việc solo về giai đoạn đầu game thì mình có vẻ là khá nhịn hơn, đó là cứu gót tém địch một xíu, nhưng mà giai đoạn tiếp theo thì mình cũng chưa biết nó như thế nào và nó sẽ ra sao. Và Lữ Bố ở phiên bản hiện tại thì có sự thay đổi gì nữa? Đó là sự thay đổi về tốc đánh, cũng như đó là sự thay đổi về thời gian. Tốc đánh ở phiên bản trước thì cộng dồn tối đa 5 lần thì bây giờ là 10 lần. Và thời gian đó là 3 giây thì bây giờ là 5 giây. Pha này thì mình sẽ bắt đó là hãy ra tê tém địch nha. Chắc chắn thì hãy ra tê tém địch ở đấy và không thể đó là thoát khỏi được. Lữ Bố thì anh em có thể lên phép bổ trợ thứ nhất đó là bộc phá, thứ hai tốc biến, thứ ba đó là tốc hành, thì tùy theo đó là sở thích của anh em. Ở clip này mình sẽ chơi khô máu luôn và mình mang đó là cái bộc phá nha. Rồi phá này thích thì chơi luôn anh em ạ, bật chiến thân cấn luôn cả trù luôn, nhưng mà phá này thì kêu gót hồi phục cũng khá là kính, nên là thôi phá này thì mình sẽ lùi lại nha, chứ lao vào trù ăn thua thì cũng không đến. Rồi KS nhẹ con chim vật này. Đơn giản, với chiêu hái của Lữ Bố thì KS chim cực kỳ là đơn giản nhá. Về bảng ngọc cho Lữ Bố thì mình khuyến khích anh em lên một bảng ngọc. Về ngọc cho Lữ Bố thì mình khuyến khích anh em lên một bảng ngọc như sau: ngọc đỏ 5 viên, tốc đánh tỷ lệ chỉ mạng và 5 viên công vật lý xuyên giáp. Ngọc tím là công vật lý và tốc chạy, còn ngọc xanh đó là công vật lý và xuyên giáp. Bây giờ thì kêu gót đó là ốm trù anh em ạ, với cái keo ốm trù này thì cũng khá là nham chán. Nên là mình sẽ thực hiện đó là đi gánh nha. Có một pha giao tránh đường dưới luôn, mình sẽ thực hiện đó là đi gánh luôn anh em ạ, bỏ qua đám linh bít. Hiện tại thì có một pha giao tránh tém mình thì thấp máu cả rồi. Và bây giờ mình lại thì chắc chắn pha này thì sẽ có màng rồi. Bật chiến thân lên chơi luôn. Có vẻ đó là mình vui chơi quá đa rồi, nhưng không sao cả, dù sao thì đổi màng và đổi trù đó vẫn là điều là lời rồi. Thì hiện tại bây giờ thì cứu góp tém địch đang lấy trù, mình phải cấp tốc đó là chạy về ngay và luôn. Rồi pha này bật luôn anh em ạ, mình thì chỉ còn đó là nửa cây máu nha. Rồi pha này thịt thì cấn luôn anh em ạ, bật chiến thân lên và chơi luôn xem ai đó là hồi phục kính gì hơn nào.
Rồi bây giờ thì chắc chắn đó là kêu God sẽ tạm biệt, đó là về tế đàn để hồi phục rồi. Sự hồi phục của Lữ Bố thì cực kỳ là bá đạo. Ở trận đấu này thì mình sẽ lên theo thiên hướng, đó là phun đám nha, theo thiên hướng lên đám ấy. Chứ mình mà lên thủ thì rất chi là khó để ăn được, đó là kêu God, bởi vì lượng đám sẽ ít hơn rất chi là nhiều. Thế là ở clip này mình sẽ giới thiệu cái bộ trang bị phun đám cho anh em. Không phải phun đám nhưng mà lượng đám đầu game thì cực kỳ là lớn. Về phù hiệu dành cho Lữ Bố thì mình sẽ lấy như sau nhánh chính. Đó là vực hồn mãng, cấp 1 thì lửa tăng sát thương, cấp 2 đó là hồi phục, còn cấp 3 đó là má tính. Với cái má tính thời điểm hiện tại thì nó bị giảm, đó là chỉ còn hồi 30% giảm hồi chiếu, còn trước thì 50%. Tuy nhiên thì vẫn rất thích hợp dành cho Lữ Bố nha. Nhánh thứ hai thì mình sẽ lên cho nó một cái chạy sống để di chuyển nhánh và đi gánh hiệu quả hơn. Và cái thứ hai thì mình sẽ lên cho nó khả năng hồi phục nha. Rồi pha này thì có màn truyền thuyết dành cho mình rồi, một pha hút rất chỉ là đẹp đến từ Grab, đấm đá các kiểu của rá và có màn dành cho xạ thủ tém binh. Vui chơi không quên nhiệm vụ anh em ạ, nhiệm vụ của mình thì phải về lén của mình ngay cấp tốc thôi. Vẫn rất may đó là mình lên cái chạy sống nên là việc di chuyển thì cũng sẽ nhanh hơn một chút xíu. Bây giờ mình sẽ đó là bốc đầu, đó là kêu gót tém địch nhá. Rồi pha này thì chơi luôn, đó là kêu gót tém địch này, làm sao mà có thể chạy nổi nữa. Trận đấu này thì túi mình đó là mất một trụ rồi, nhưng mà đi mình đi gánh thì lấy lợi thế cho tém rất chỉ là nhiều. Ok, trận đấu này thì mình nói chung đi gánh cũng khá là hiệu quả và lấy đi khá là nhiều màng rồi. Hiện tại thì kêu gót tém địch thì chắc chắn là ra không kịp nhá. Và này thì một là mình lấy trụ, hai là mình sẽ di chuyển ra đứng bị hỗ trợ tém tiếp theo. Nhưng mà mình nhận thấy thì tém binh và tém bàn thì rút lui rồi, nên là bây giờ mình lấy lại cái trụ này. Vậy là hòa hoãn nha. Khi mà mình lên cái biểu đồ này thì chém trụ cũng rất chỉ là thấm và rất chỉ là nhanh nha. Bây giờ thì cơ rắc và díu tém địch thì đó là đáng hành ra tém binh. Phá này thì mình bật chiến thân lên chơi luôn này. Ok, chắc chắn phá này thì sẽ có màng rồi, một màng dành cho mình. Và phá này thì làm sao mà thoát khỏi được, khi mà mình bật chiến thân lên nữa thì tém địch đánh mình coi như là gãi ngựa không mất máu. Vậy là có là quá nhiều màng dành cho Lữ Bố rồi. Bây giờ thì hành đó là cứu góp tém địch luôn, nà tém binh lại thì cướp được đó là con búa đỏ. Cái sóng đó là cái phức hợp kiếm, mình sẽ lên cho nó cái sóng báo bào táp. Với cái sóng báo này thì anh em có thể đó là có tốc chạy, có tỷ lệ chỉ mang, cùng như đó là về nội tài kháng hiệu ứng nữa. Ok, thì với đó là cái sóng báo bào táp này hơi gì một xíu, nhưng mình thấy thì cũng cực kỳ là mạnh dành cho Lữ Bố nha. Anh em cứ lên theo đi, lỡ mà bốc hơi quá nhiều thì cứ lại comment cho mình biết. Mà lờ mà đám quá to thì cứ có like comment cho mình biết nó như thế nào và nó sẽ ra sao nhá. Ôi thôi xong rồi, và này đình mạnh anh cơ rắc. Cái anh em ạ, khi mà mình bật chiêu cuối lên bị dính ngay rồi là cái hút đến từ cơ rắc. Và này thì cũng không thể là chạy nổi nữa rồi, tém địch thì quá là đông đi. Một phá hút quá là đẹp đến từ cơ rắc và làm mình đã bị mang chấm dứt sau được là 8 màng rồi. Ná tém binh thì phí của anh em ạ, chưa thể hiện được gì cả. Xóa này có chạy về nhánh không chỉ thì nó bộc đầu giờ. Ôi, ông ra tém binh không chịu về, mà lại lên bảng điểm số luôn kia. Về thì không chịu về, để Violet nó bắn cho sấp mặt luôn. Ná ở thời điểm hiện tại thì cũng được tăng sức mạnh ấy, nhưng mà mình nhận thấy là những anh em nào phải chơi tốt ná mới có thể là gánh tím được, còn mà chơi hàng xoang hoặc bình thường thì rất chỉ là khó để gánh tím nha. Bắt luôn đấy, một con mồi đấy, chỉ con mồi đâu nữa anh em. Rồi Violet tém địch thì làm sao mà có thể chạy được phá này nữa, khi mà dính ngay đó là bá đánh một, mà bá đánh một thì không chột cùng que mà thôi. Thì sóng đó là cái sóng đáo bảo tạp, mình sẽ lên cho nó khiến thất truyền nhá. Thì mình sẽ phân tích về bộ trang bị này một xíu. Thì đầu tiên mình lên cho nó cái thương xuyên phá, tiếp đến đôi dây kiến cương, tiếp theo đó là phức hợp kiếm, tiếp đến nữa sóng đáo bảo tạp.
Và tiếp đến thì mình sẽ lên cho nó khiên thật truyền. Và cuối cùng đó là giáp hồ mệnh nhá. Đó là biểu đồ mình dành cho Lữ Bố ở trận đấu này. Mùa này cả không có vé với Lữ Bố. Ra tem bên chat. Ok, thì không biết bàn kia nếu mà cầm Lữ Bố sẽ thể hiện như thế nào. Rồi phá này 1, 2, 3 người nhưng mà chả sợ nhá. Bật chiến thân lên, chơi ngay và luôn, ngài ngung cái gì. Rồi phá này thì chắc chắn sẽ có màng rồi. Díu tem địch thì bỏ chạy, nhưng mà bị khép góc bởi đó là ra tem binh. Bây giờ thì chỉ còn vỏn vẹn là hãy ra tế tem địch nữa. Nhưng mà tem binh thì quá là đống và chắc chắn trận đấu sẽ kết thúc ở đây rồi. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip này của mình nhá. Nếu thấy hay thì đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh. Ok, bye bye anh em.